một vài đôi đũa rồi xong cái xô này, nhìn xong muốn quăng này. Ở nhưng điếu được giờ quăng là tan bộ ấm chén. Ngày xưa lúc cưới được 51 cân còn giờ tròn đúng 80, bảo rồi ăn ít thôi không là béo phanh không kịp. Đời em tu khi mà cưới nó đến giờ đòi đập em biết bao lần, mà em thì thương vợ nên